Sự việc đáng sợ này xảy ra ở đất nước Indonesia. Cụ thể thì đoạn video được một số bạn trẻ sống tại con đường Katiki ở thị trấn Batu đã ghi lại được. Những đứa trẻ cho biết họ đã cùng với một số bạn học đang trên đường trở về nhà. Nhưng bất ngờ thay, khi bọn nhỏ đến đầu con hẻm vắng lặng thì chúng đã bắt gặp một cảnh tượng vô cùng hãi hùng. Những gì bọn nhỏ chứng kiến chính là một người phụ nữ cùng với bộ đồ trắng đang bay qua bay lại trong con hẻm. Không những vậy, khi bóng ma này phát hiện ra đám trẻ, nó đã tiếp cận bọn chúng trong sự sợ hãi. Theo mình phân tích thì đoạn video này rất thật. Nếu làm giả thì khá là kỳ công. Với lại đất nước luôn có những thứ kỳ bí và đáng sợ. Và nếu bạn đi du lịch tại đây thì hãy cẩn thận khi ra đường vào ban đêm nhé. Nếu bạn có dịp đi du lịch tại Đài Loan mà đi vào ban đêm thì có vô tình bắt gặp một bao lì xì màu đỏ thì bạn có nhặt hay không? Câu trả lời là tuyệt đối không nhé. Bởi vì Đài Loan có một phong tục rất kỳ lạ, có tên là đám cưới ma. Nếu là con gái nhặt được thì sẽ không sao cả, nhưng nếu là con trai nhặt thì bạn biết hậu quả sẽ như thế nào rồi đấy. Bởi vì Đài Loan con gái hay mất sớm vì một tai nạn nào đó. Có lẽ vì tiếc thương nên gia đình muốn tìm một vị hôn thê cho cô gái đó. Họ sẽ bỏ tóc và ảnh của cô gái vào trong phong bì đỏ. Tất nhiên nó sẽ được đặt ở những nơi ngẫu nhiên. Và nếu chẳng may có chàng trai nào đó nhận được và xem thì sẽ bị ép cưới. Và bạn chắc chắn sẽ bắt gặp một số người bưng kiệu cô dâu và vây bắt bạn. Họ chính là người nhà của cô dâu đã mất. Có một cách để thoát khỏi đám cưới này nếu chẳng may bạn đã nhặt phong bì. Đó là bạn chỉ cần bỏ ít tiền vào trong phong bì và nói như sau: tôi hy vọng bạn sẽ tìm được người khác phù hợp hơn, rồi đặt phong bì lại vị trí là thoát được nạn. Người ta nói rằng đi đêm thì có ngày gặp ma là không hề sai. Cũng như cô gái ở trong video này, không biết vì sao cô ấy lại trở nên hoảng sợ mà bỏ chạy như vậy. Thì ra trước đó cô đã bắt gặp được một cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Không biết sinh vật ở trong video là gì, nhưng theo cô gái cho biết, buổi tối đó mình đang đi làm trở về ở trong khu phố thì bất ngờ thay, cô ấy đã chứng kiến một người phụ nữ với khuôn mặt vô cùng kỳ dị đang cố gắng leo qua hàng rào. Điều khiến cho cô gái này trở nên sợ hãi đó là người phụ nữ này tỏ ra đe dọa, gầm gừ không khác gì một con thú hoang cả, như thể ả ta đang muốn ăn tươi nuốt sống cô gái trẻ vậy. Đó chính là lý do vì sao cô lại bỏ chạy như vậy. Một điều còn đáng sợ hơn, khi mà người phụ nữ này không bắt được con mồi, ả ta đã nằm xuống và biến mất trước ống kính của camera an ninh. Sự việc đã để lại không ít sốc tâm lý cho khu phố này. Không ai thực sự biết đêm đó cô gái trẻ kia đã chứng kiến điều gì. Nhưng từ ngày ấy, người ta đã nói rằng cô nàng đã từ bỏ việc làm ca đêm mà kiếm cho mình một công việc thích hợp hơn. Giống với trường hợp cô gái lúc nãy, nhưng lần này chúng ta sẽ được chứng kiến một thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Được biết, đoạn video này được ghi lại ở con hẻm Sera tại đất nước Bồ Đào Nha. Chủ sở hữu đoạn video cho biết, tối đêm đó anh đã không ngủ được vì tiếng chó sủa. Khi thức dậy, người đàn ông này đã kiểm tra camera và điều này đã khiến anh phải chết lặng. Không biết ở trong video có phải là hai bóng ma hay không, hay chỉ đơn giản đó là lỗi máy quay khi quay ở chế độ ban đêm. Sau khi đoạn video được đăng tải, không ít người đã cho rằng rất có thể hai bóng ma vật trong video chính là nhân vật trong truyền thuyết, đó chính là Hắc Bảnh Vô Thường. Có lẽ họ chỉ đang đi tuần tra mà thôi. Còn phần chàng trai đã không thể ngủ yên mỗi lần tiếng chó tru lên vào ban đêm nữa. Nếu bạn đang sinh sống ở châu Âu thì quay video hay chụp hình vào ban đêm sẽ không ai nói gì đâu. Nhưng nếu bạn đang ở châu Á thì chắc chắn bạn sẽ bị người bên cạnh la mắng. Bởi vì người châu Á tin rằng nếu chụp hình hay quay phim vào ban đêm thì chắc chắn bạn sẽ gặp những điều mà bạn không mong muốn. Bởi vì vào thời gian này, thiết bị điện tử như camera sẽ thấy được những điều mà bạn sẽ không thể thấy. Cũng như chàng trai ở trong video này, anh ấy đang dùng điện thoại của mình để ghi lại một khoảnh khắc trong công viên Camino Tây Ban Nha. Nhưng có vẻ như chàng thanh niên lúc này không ở một mình. Rõ ràng có một người phụ nữ vô cùng đáng sợ đang ở phía sau anh ấy.
Chàng trai phải một lúc lâu mới nhận ra điều đáng sợ này. Không biết mọi chuyện sau đó sẽ xảy ra với chàng trai như thế nào, nhưng camera đã tắt ngay sau đó. Không ít người đã cho rằng người phụ nữ phía sau anh ấy không hẳn là một hồn ma, mà chính xác hơn, bà ta chính là phù thủy. Rất mong may mắn sẽ đến với chàng trai xấu số ấy. Còn phần của bạn, bạn có dám đi vào công viên để quay vlog vào ban đêm nữa hay không? Đừng quên để lại ý kiến của các bạn trong video nhé. Không biết các bạn có sợ đi về vào ban đêm hay không? Còn mình thì rất sợ nhé. Cũng như chàng trai ở trong video này, theo anh ấy cho biết, trong lúc trở về nhà có đi ngang qua một con đường, nhưng lại bắt gặp một số người kỳ lạ đang đi vòng quanh con đường. Bắt đầu bị thu hút bởi hành động kỳ lạ đó, nên anh đã quyết định dùng điện thoại để ghi lại cảnh tượng này. Cụ thể là mình không biết mấy cô cậu trong video này có phải là đang làm trò hay không, nhưng truyền thuyết đã kể rằng khi bạn bắt gặp một số người như vậy thì cũng không nên dừng xe lại để xem nhé, vì bạn sẽ là một mục tiêu tiếp theo của những người trong video. Nếu bạn ở Serbia mà vô tình bắt gặp được người phụ nữ như trong video thì hãy ngay lập tức đóng cửa sổ và giữ im lặng. Đừng quên chốt tất cả các cửa ra vào và gọi cảnh sát nhé. Bởi vì người ta cho rằng nếu bạn bắt gặp một người phụ nữ Serbian nhảy múa vào lúc nửa đêm thì bạn sẽ bị cô ta mần thịt. Truyền thuyết đã kể lại rằng nếu bạn bắt gặp một người phụ nữ mặc váy nhảy múa điệu truyền thống của Serbia giữa đường và ban đêm muộn thì hãy chạy ngay. Bởi vì trên tay cô ta đang lăm lăm con giáo sắc nhọn. Nếu vô tình bạn nhìn thấy cô ta và cô ta cũng nhìn thấy bạn, cô ta sẽ lao tới phía bạn và dùng con dao đó để kết liễu bạn cho bằng được. Cách xử lý tốt nhất là hãy chạy thật nhanh để cô ta không đuổi kịp. Cô ta, Serbian, sẽ từ bỏ và tiếp tục tìm kiếm con mồi tiếp theo. Có bao giờ bạn bị ma dẫn đường vào ban đêm chưa? Mình thì hồi bé hay về quê cũng nghe rất nhiều trường hợp ma dẫn đường hay che mắt. Nhưng mà câu chuyện sau đây sẽ khiến bạn rợn cả tóc gáy. Sự việc này xảy ra với một người thanh niên sống tại Italia. Được biết, anh chàng này đang đi du lịch bằng xe máy của mình vào năm 2017. Khi đi ngang qua một con đường hẻo lánh ở Perugia thì bất ngờ xe của anh ta bị hư. Không hiểu tại sao, bởi vì trước khi đi anh đã kiểm tra thay dầu nhớt đầy đủ. Anh đã vội xuống xe kiểm tra thì bất ngờ ngay sau đó có một người phụ nữ lớn tuổi tiến lại gần và xin đi nhờ xe vào thành phố. Vì lòng tốt bụng nên người thanh niên đã chấp nhận, ngay cả khi người phụ nữ này nói rằng bà ta không có tiền. Trên đường đi, mọi việc rất bình thường, cho đến khi chiếc xe của anh ta lại một lần nữa bị trục trặc. Không những vậy, anh còn bị một số chiếc lá bay vào mắt. Điều đáng nói là những chiếc lá này trông không khác gì đồng tiền thời cổ xưa cả. Lúc này, bà lão lúc nãy cũng đã biến mất trong sự hoang mang của người thanh niên. Người thanh niên này cũng cho rằng có lẽ vì đi đêm quá mệt mỏi nên anh đã ghé thành phố. Tại đây, người thanh niên đã gọi một số món ăn ở quầy ban đêm. Nhưng sau đó anh kiểm tra điện thoại thì mới phát hiện ra đã là 12 giờ kém 2. Lúc này, chàng thanh niên ngẩng mặt lên thì mới phát hiện ra quán ăn anh vừa gọi lúc nãy đã biến mất và chiếc ghế anh đang ngồi chính là một ngôi mộ. Và đó là một câu chuyện hoàn toàn có thật. Đoạn video này chỉ là minh họa lại câu chuyện của nạn nhân. Sau câu chuyện này, liệu bạn có tin thế giới âm ti là có thật hay không? Đúng là trên đời luôn có những chuyện thật kỳ lạ. Mà quỷ không chưa chắc đã đáng sợ đâu. Đây là một đoạn video được ghi lại ở đường phố Ấn Độ. Cụ thể thì người ta không biết tại sao lại sợ chiếc xe lít này như vậy. Có lẽ nó là của một cô gái ninja nào đó chăng? Nhưng không phải vậy. Thực chất thì chiếc xe này được cho là có một con vật vô cùng đáng sợ đang trú ẩn ở trong đó. Thế là người đàn ông ở trong video này đã nghĩ ra một cách. Anh ta đã dùng cây móc để mở chiếc xe ra. Bên trong đó thực sự là một con rắn độc chết người. Mọi người xung quanh đó chưa hết bất ngờ với con rắn thì lại bất ngờ với cha nội bắt rắn. Không hiểu tại sao mà nghĩ ra được cách này mà anh ta đã lấy một cái thùng nước để bắt gọn con rắn hổ mang. Anh ấy cũng đã tốt bụng thả nó về rừng rậm. Đó là mình nghĩ vậy thôi, chứ không biết con rắn đó sẽ đi về đâu nữa. Còn phần về chiếc xe này, tại sao có rắn thì mình nghĩ rằng bộ phận trong xe rất ấm, mà trời ở đây hay mưa, có lẽ chính vì thế mà con rắn này nó lại bò vào trong xe để trú ẩn. Những cậu thanh niên ở trong video này ngày hôm nay đã đi chơi về rất trễ. Nhưng hôm nay có lẽ không phải là ngày vui đối với bọn họ, bởi vì họ đã phải đụng độ với một thế lực vô cùng đáng sợ.
Không biết cậu thanh niên ở trong video này đã thấy cái gì đó mà đã hét lên một cách đáng sợ. Không chỉ vậy, anh ta còn bị một nhóm người kỳ lạ đang chặn đầu xe nữa. Không biết câu chuyện sau đó thì sẽ diễn ra như thế nào, bởi vì camera đã tắt ngay sau đó. Đúng là không nên ra đường vào ban đêm. Bạn có bao giờ nhìn thấy người ba chân bao giờ chưa? Nếu chưa thì hãy xem đoạn video này nhé. Không biết anh chàng này đang đi dạo trên Google Maps như thế nào mà hôm nay lại bắt gặp được một cảnh tượng vô cùng kỳ lạ. Bằng một cách thần kỳ nào đó mà Google Maps lại chụp được cậu thanh niên này có tới ba chân. Không biết cậu thanh niên này có ba chân thật hay không, nhưng quan sát kỹ thì có lẽ đây là một lỗi do Google Maps chụp ra các bạn ạ. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu của mình để xem video của Bí ẩn YouTube. Đừng quên chia sẻ video này cho bạn bè của mình cùng xem nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.